Khắc Ngọc rất kỹ thuật. Thành Trung sau tình huống mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua đã thi đấu tập trung và tốt hơn rất nhiều. Vẫn là Trọng Hoàng trước các vòng vây của các cầu thủ áo tím. Vừa rồi có lẽ là một tình huống ham bóng của Trọng Hoàng và anh đã có va chạm với Thành Trung. Trọng Hoàng đã rút chân, cái gối của anh vẫn va vào hông của Thành Trung với một đà bằng rất mạnh. Ở thời điểm hiện tại, cứ mỗi lần một cầu thủ áo tím ngã xuống sân là một lần huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm thực sự là lo lắng. Ông đã có quá nhiều các ca chấn thương rồi. Đình Trọng và Duy Mạnh chắc chắn sẽ nghỉ hết mùa. Oma cũng đang gặp một chấn thương khá nặng. Và hôm nay thì trên khán đài còn có cả Quang Hải, có cả Ngân Văn Đại. Di Mario. Ba cầu thủ áo đỏ đã giành được bóng trong chân của Di Mario. Trọng Hoàng, Khắc Ngọc. Pha phạm lỗi khá thô của Thành Trung và ngay lập tức anh phải nhận thẻ. Trận đấu đang diễn ra rất căng, cả hai đội đều không muốn mất điểm trong trận đấu ngày hôm nay. Pha vào bóng khá ác ý của Thành Trung với Khắc Ngọc. Pha vào bóng bằng gầm giày. Và ngày hôm nay thì Thành Trung còn sở hữu đôi giày Adidas với những móng nhôm rất sắc. Quế Ngoài, Tấn Trường. Tấn Trường với thể hình lý tưởng của 1m88 đã băng ra và bắt bóng bổng khá tốt trong tình huống vừa rồi. Di Mario. Thành Trung vừa phải nhận thẻ vàng với tình huống phạm lỗi với Khang Ngọc thì ngay sau đó Bùi Tiến Dũng đã phải nhận một tình huống thẻ vàng từ một pha phạm lỗi với Di Mario. Di Mario quá khỏe và khiến cho các cầu thủ Viettel thực sự là vất vả. Thậm chí là Bùi Tiến Dũng đã phải sử dụng tiểu xảo trong pha bóng này. Di Mario cũng đã phản ứng nhưng rất may là anh đã kịp kiểm soát lại ở những giây cuối cùng. Không ít lần Di Mario không kiềm chế được và đã có những phản ứng bộc phát. Trọng Hoàng, Khắc Ngọc. Trọng Hoàng, Khắc Ngọc là những người thường xuyên chuyền bóng cho nhau. Và cũng chính từ một tình huống phối hợp không ăn ý của hai cầu thủ này dẫn đến quả penalty cho Hà Nội. Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng đang rất vất vả với Di Mario. Bộ đôi tuyển thủ quốc gia đang phải chia nhau ra để kèm cặp và phạm lỗi với tiền đạo số 9 này. Di Mario quá khỏe, quá mạnh mẽ. Come on, Di Mario! Come on, Di Mario! Come on, Di Mario! Come on! Come on, Di Mario! Come on! Come on!